Đại ca. Sao? Thằng Hùng nó tới một mình. Nó tới một mình à? Dạ đại ca. Thằng Huy đâu rồi? Thằng Hùng nó thằng Huy bị công an bắt rồi. Thằng Bách với thằng Cường đang đưa nó về. Đại ca, tụi em đang về. Chắc khoảng 2 tiếng nữa là tụi em về tới á. Thôi, đừng đưa nó về đây. Thằng này rất đáng ngờ. Dạ. Chúng mày biết phải làm gì rồi đấy. Cho nó bài học hả đại ca? Thịt. Thịt luôn hả đại ca? Ném xuống sông rồi quay trở về đây. Nhưng mà sao phải thịt nó vậy đại ca? Tao đã nói thịt là thịt. Nó là dích đấy. Dích lại gì vậy đại ca? Dích là treo, ngu. Em biết rồi anh. Như xe kìa. Theo em á, mình để xem thế nào đã. Mày biết cái mẹ. Thằng này rất đáng ngờ. Nó đi theo thằng Trư. Trang trại thằng Trư bị phá. Thằng Trư bị bắt. Nó đi theo thằng Huy Ảt. Vũ trường bị đập. Huy Ảt bị bắt. Chắc chắn thằng này có vấn đề. Thôi, thì đi cho an toàn. Tại sao lại dừng lại ở đây? Không phải vào nhà anh Toán ăn cơm à? Xuống xe. Nhanh. Nhanh. Giơ hai tay lên. Nhưng mình giết nó, lô hàng này tính sao anh? Theo em á, mình cứ bắt nó về hỏi cho ra lẽ. Nếu nó lại dích thì mình giết nó vẫn chưa muộn. Quỳ xuống. Chúng mày muốn gì? Nó sang đây là nằm trong tay của đại ca rồi. Có gì đâu mà lo. Quỳ xuống. Giết mày chứ làm gì? Tao là bạn làm ăn của anh Toàn. Tại sao bọn mày muốn giết tao? Tại sao ạ? Tại vì anh Toàn muốn giết mày. Chẳng may bọn kia nó bị bắt, không liên quan tới nó thì sao đại ca? Tao không tin. Tao là mối làm ăn lớn của anh Toàn. Đưa tao vào gặp anh ấy thì giết cũng chưa muộn. Anh Toàn bảo giết là giết, không nói nhiều. Nghe. Đưa nó về trường gà chờ tao. Dạ. Yeah. Đứng dậy gì gặp anh Toàn. Đứng lên.